Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay, 24 tháng 1. Vâng, thưa quý vị, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, thời tiết duy trì tốt trên hầu khắp các vùng miền của nước ta. Hiện tại thì người dân các tỉnh thành khu vực miền Bắc đang được trải nghiệm những ngày mùa đông đầy nắng với ngưỡng nhiệt độ trưa chiều dao động từ 20 cho đến 22 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc, nhiệt độ nhiều nơi tăng lên mức 23 cho đến 24 độ. Tuy nhiên về đêm và sáng thì nhiệt độ toàn khu vực lại xuống rất thấp, chỉ phổ biến trong khoảng từ 7 cho đến 10 độ. Các tỉnh vùng núi ở mức rất thấp, chỉ trong khoảng là từ 3 đến 6 độ, một vài nơi xuống dưới ngưỡng 0 độ như là tại khu vực Trùng Khánh, Cao Bằng hay là tại khu vực Đình Lập của Lạng Sơn. Trời rét buốt và xuất hiện băng giá, sương muối ở các tỉnh vùng núi cao. Dự báo trong 2 ngày tới, gió Tây Bắc khô trên cao dần suy yếu và cùng với đó là khối không khí lạnh sẽ lại tăng cường bổ sung trở lại. Hiện tượng phát xạ nhiệt không mạnh mẽ như những ngày trước đó. Đêm và sáng trời chuyển nhiều mây, có sương mù nhẹ, nhiệt độ sẽ tăng dần. Tại vùng đồng bằng và trung du thì nhiệt độ sẽ dao động từ 11 cho đến 13 độ, còn tại vùng núi tăng lên mức 9 cho đến 11 độ. Nhiệt độ về đêm và sáng tăng nhẹ thì nhiệt độ cao nhất ngày tại các tỉnh khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ, chỉ phổ biến trong khoảng là 19 cho đến 21 độ, còn tại các tỉnh phía Tây cao hơn sẽ dao động từ 22 đến 24 độ. Trưa chiều trời giảm mây và hứng nắng. Khối không khí lạnh bổ sung lần này có cường độ yếu và lệch đông nên trong 2 ngày tới thì thời tiết tại các tỉnh khu vực miền Trung chưa có biến đổi nhiều. Trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng với ngưỡng nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 22 cho đến 24 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế và nhiệt độ từ 24 cho đến 26 độ tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Định. Riêng tại các tỉnh khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn giữa mức 28 cho đến 30 độ. Cũng từ ngày mai thì nền nhiệt về đêm và sáng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng tăng dần. Mức nhiệt sẽ phổ biến trong khoảng là 12 cho đến 15 độ tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và từ 19 cho đến 21 độ tại các tỉnh khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên đây vẫn là nền nhiệt độ khá thấp với người dân phương Nam. Do đó quý vị và các bạn cần lưu ý chuẩn bị những trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, đêm và sáng trời nhiều mây hơn, có mưa một vài nơi, trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ tăng dần, cao nhất vào trưa chiều sẽ phổ biến từ 23 đến 25 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong những ngày tới, đêm và sáng nhiều mây hơn, tại các tỉnh khu vực vùng núi có khả năng sẽ xuất hiện mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng nên nhiệt độ tăng dần với ngưỡng nhiệt cao nhất dao động từ 21 đến 23 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong 2 ngày tới, đêm và sáng nhiều mây, có mưa một vài nơi. Sang ngày 27 Tết, trời chuyển nhiều mây hơn. Các tỉnh phía Bắc có mưa một vài nơi, phía Nam có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây và hứng nắng. Nhiệt độ ban trưa dao động từ 22 cho đến 24 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, phổ biến ít mây, trời còn nhiều mây về đêm và sáng và nền nhiệt độ sẽ tăng chậm dần. Tại phía Bắc sẽ cao nhất dao động từ 24 đến 26 độ, còn phía Nam là từ 28 đến 30 độ. Chuyển lên khu vực vùng cao Tây Nguyên, trong 3 ngày tới thời tiết ổn định theo kiểu ít mây, không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 12 cho đến 15 độ, còn cao nhất ngày phổ biến trong khoảng 25 đến 27 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ trong những ngày tới ít mưa ngày nắng, nhiệt độ vào lúc giữa trưa dao động từ 30 cho đến 32 độ, đêm và sáng trời rét nhẹ với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 19 đến 21 độ. Trở ra khu vực thủ đô Hà Nội, thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội trong những ngày tới đêm và sáng nhiều mây hơn, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21 cho đến 23 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, trong 2 ngày tới, thời tiết tốt sẽ duy trì ở hầu khắp các vùng biển nước ta. Đới gió Đông Bắc tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, hoạt động ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Còn tại vùng biển phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, trời tạnh ráo với gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối ngày 26 tháng 1, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nên tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, gió Đông Bắc sẽ lại hoạt động mạnh dần lên cấp 6. Và tin dự báo thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.